Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Nghe nói là game ông bố nóng tính độc ác bị ám đã có phần 2. Hôm nay thì mình sẽ chơi và mình không biết chơi nên mình sẽ rủ những người trong team Bê Quý Thành để hướng dẫn mình chơi nha các bạn. Đúng rồi, và trước khi vào video bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Rồi, còn bây giờ đi xem ông bố sẽ làm gì mình nha các bạn. Mình cũng chơi nha các bạn, mình cũng enjoy cái moment này. Rồi các bạn ơi, và các thành viên team Bê Quý Thành đã có mặt ở đây. Đây là Wheeler nhá. Link kênh YouTube của Wheeler mình để trên màn hình và dưới phần mô tả nha các bạn. Nhớ qua đấy đăng ký kênh ủng hộ Huy. Còn đây là Bun. Đấy, mình cũng sẽ để trên màn hình đó các bạn. Ốc còn, đâu? Còn đây là ốc các bạn ơi, kênh là Ốc TV, không cần phải để link, các bạn search Ốc TV nhá. Không, các bạn đừng qua đăng ký kênh cho ốc, đăng ký kênh với thầy được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Không, phải đăng ký kênh cho ốc, bây giờ thành táo lao à. Rồi các bạn, và Wheeler là người chơi rất giỏi cái trò này, đây là mình nghĩ là Wheeler hôm nay sẽ dẫn tụi mình phá đảo được cái trò này. Ừ, được đấy, đây, bọn mình đi sang bên này đúng không? Lần này không phải là đi lên trên ô tô mà là ngồi bán ăn à? Ờ, đúng rồi. Đây là cái phần sau hậu chuyện là chúng ta đang ngồi dự tiệc cái. À, anh bảo mấy đứa ơi. Đây này, dạ. Bun Bun nó lại mặc áo xanh, nó lại con rơi con vãi rồi, không con ông hàng xóm rồi. Ai là cái gì thế? Đây là bạn của em. À, bạn của em à. Rồi bây giờ là bốn đứa mình phải đi tìm một người bố, các em chọn bố nào đây? Đây. Chúng ta vào luôn cái cửa số 2 này, thời gian còn đang nhiều này mọi người ơi. Ok, vào luôn. Bây giờ là tranh chỗ ngồi ăn đi, không là tí là bố đuổi hết ra ngoài đấy. Hôm trước là ngồi ăn xong bố hù rồi. Em không biết ngồi, à đây em ngồi được rồi. Giờ ơi, con gái rượu. Bây giờ ngồi mà ăn còn không biết ngồi, phải bố bế ngồi các bạn ạ, chịu rồi. Sau buổi tối đó thì sao đây? Ôi, gì ấy? Sau buổi tối đó bố hù hết hồn. Bố bảo là bây giờ mình lại làm cái gì để ăn. Trời ơi, cứ ngủ dậy là ăn, lúc nào cũng ăn. Ui, chứ rồi sao tự nhiên nhìn mờ mờ. Cũng đừng cũng đừng quên là phải nấu mì. Bây giờ bố lại bảo nấu mì mấy đứa ạ. Nấu mì đi không, bố là bố quật vào mông cho là tối nay có cả món mì lươn đấy. Anh Baby Thành nấu mì cho em. Không, em phải đi làm đi, con gái gì phải biết nấu ăn, con gái thì bảo anh nấu ăn cho em. Không, con gái thời nay không cần phải biết nấu ăn. Con gái thời nay chỉ cần ăn thôi. Really nigga. Chị ốc không làm mà đòi có ăn rồi. Ăn đập. Bây giờ tí anh em mình cho ốc ra ngoài cửa đi. Không. Cho ông Daniel bắt cóc đi. Rồi các bạn ơi, ngồi ăn đi ơi. Ăn thôi. Em ăn hết. Ơ. Em ăn hết. Ơ hỏng rồi. Ôi mọi người, mọi người lấy nước chưa ạ? Thành trang cho mình đầy đủ đi. Anh lấy nước rồi, ốc chắc không cần uống nước. Nhưng hôm trước ốc không uống nước, ốc chết nhăn răng. Ôi, chết rồi. Lại có người nữa gõ cửa nhưng mà trên tay người ta cầm lưỡi hái đấy. Chính là cái ông mắt đen kìa, trông kinh quá mày đứa. Hôm trước ông ấy đến, ông ấy ám bố mình mà. Bây giờ là 9 giờ tối. Lần này là ông ấy cầm cái lưỡi hái đi là cầm, mọi người là phải cẩn thận đấy. Ui, bố bảo là bố vẫn ok. Ui, bố bắt đi ngủ rồi. Đi mọi người ơi. Anh đóng cửa nhá. Ôi đợi em với. Chạy đây. Trốn đi, không là bố bắt. Được rồi, em trốn được rồi. Ốc xuống dưới tao hầm chưa? À, bố bắt em luôn rồi. Rồi, lần này con gái bố không thương, bố bắt rồi. Sao mọi người xuống tầng là mọi người không bảo em cứ cố tình leo lên tầng ấy là bố mới bắt em ấy chứ. Mọi người không bảo em là phải xuống tầng hầm gì, mọi người bỏ rơi em. Không phải bỏ rơi, đấy là em là sự ngu dốt các bạn ạ. Em thấy thiên đàng nha. Thiên đường. À, chắc là ốc được lên trên đường các em ạ. Chưa hiểu gì lại đã chết rồi ạ. Cực cay các bạn. Rồi ok, bây giờ là Bây giờ này, em bảo này. Là trong này là mình cần phải thu thập rất là nhiều những cái manh mối đây. Mọi người có thể nhìn thấy là ở trong cái bảng này này. Đấy, nó cho mình rất là nhiều manh mối. Thì bây giờ là có cái con mực ở đây này, có cái thiên đàng và có cái phép toán ở đây. Thì theo như em được biết đấy, em là chủ game này mà. Thế nên là chúng tình anh Thành ơi. Ok. Anh ơi, anh có thể giúp em lấy cái quyển sách này được không? Đọc quyển sách chỗ nào? Đâu. Đây ơi, nhanh tay lên, em đi lấy cái chìa khóa. Đâu quyển sách đâu? À đây. Đây thì viên pin mà. Không phải, đây. Ở dưới đất này anh ơi. Đâu có thấy quyển sách ở đâu? Thế mà mờ. Đó. Em lấy. À, lấy quyển sách mang sang bên kia đúng không? Dạ. Đây mang sang bên này đúng không? Đúng rồi, đặt lên cái table ấy, cái bàn ấy. Ồ bây giờ là em phải đi đổ ga đây mọi người ơi. Đổ ga đi. Ui, thiên đường chào đón chúng mình. Tôi đổ ga đi nhá.
có gì mà bung hạo là đấy là do bung các bạn rồi. Bây giờ anh khát rồi kìa. Khát đâu chứ khát. Nói qua thì ăn thôi, đi ăn thôi. Đi ăn hả? Tôi đang ăn. Mọi người ăn thì mọi người cứ ăn thôi. Bố đang ngủ này. Ôi ôi, con gái rượu ốc kìa. Ôi rồi. Ê bà ơi. Bố kìa, bố. Bố trốn. Bố đến rồi. Bên Quy Thành sắp chết khát mà. Khát làm sao được. Ấy bố xuống kiểm tra các bạn ạ. Và nghe nói Huy bảo là chúng ta phải để ý đến những cái hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ có thiên đường, có bánh này, có mờ mờ, có ảo giác này. Có cái gì, có con mực hay con gì nữa thì chúng ta sẽ có thể có một cái công thức để pha thuốc và ném vào đầu bố để bố hết bị quỷ ám. Đúng, đúng. Mọi người thấy có hiện tượng gì chưa? Thấy hiện tượng mờ mờ mắt thôi. Thấy hiện tượng đói. Hẹo ấy vẫn đói à? Không, chị thấy Bê Quy Thành đói mà. Trước mà đói các em ạ. Mọi người nấu mì đi. Đây ơi, mình thấy có cái bánh donut rồi. Bây giờ em đi xuống em gắn công thức nhá. Ok, Huy đọc công thức để anh ấy. Ôi bố. Ôi, chết rồi, em vẫn đang ở trên này. Hết ga. Ui giời ơi, tưởng bố dậy nữa. Hết ga. Hết oxy rồi. Ok. Không phải bố dậy gì. Không phải bố dậy anh ơi. Ôi chết rồi, nhưng mà em đang đói. Em đang định xuống để lên để ăn mà. Mọi người ơi, bây giờ mình phải làm cái công thức trước 3 giờ sáng nhá. Rồi. Anh Thành ơi, anh xuống đây anh thích hộ em cái. Đóng cánh cửa rồi. Chỗ nào? Thích nốt. Ơi cái quyển sách anh không vứt vào đây hả? Anh vứt vào mà. Thế thì chỉ anh đọc được thôi. Bố dậy rồi. Thế rồi bố dậy giờ chạy đâu? Trốn đi. Trốn tủ này. Hello bạn nhỏ. Lâu rồi mình không gặp nhau. Hình như chỉ có anh Thành đọc được thôi. Tôi cũng có thể đọc được bạn ạ. Rồi ok. May quá anh kịp chui vào tủ mấy đứa không là đi rồi. Nhưng tiếng hét thất thành. Huy lơ đã bị tú. Chưa nhá. Chưa. Huy chưa. Bố đã kiểm tra. Bố sắp đi rồi. Trốn đi mấy đứa. Chữ màu đỏ vẫn dùng là bố vẫn còn ở đấy. 11 giờ rồi mọi người ơi. Ok vậy thôi. Đấy anh đẩy cuốn sách. 11 phút. Đồng hồ vẫn cứ trôi. Em thấy ở trên kia còn có một bình ga đó thôi. Rõ ràng anh để quyển sách vào đây rồi mà. Trời ơi anh Thành ơi, phế quá. Rồi chưa? Rồi bây giờ là đây này, anh thích hộ em cả. Rồi bây giờ anh bỏ thuốc à. Nào đọc. Được rồi. Nào bây giờ em sẽ đọc này, từ từ đã, để em phải tìm ra cái manh mối này. Bây giờ là mình có lửa này, mình có mờ mắt này, mình có tiếng thì thầm, mình có thiên đàng, mình có con mực, mình có bánh donut ở trên, mình có công thức toán, còn thiếu gì ta? Đây rồi. Rồi, anh lấy cho em cái bánh donut, cái bình thuốc cái gì nhỉ? Bình thuốc độc. Được chưa ạ? Từ từ đây, bánh donut, bình thuốc độc này. Ok. Rồi. Ơi bố bắt đi ngủ rồi mọi người ơi, đi ngủ cái đã. Ôi, bố liên tục mà các bạn, bố cứ xuống kiểm tra mình nó ghét thật đấy. Anh Thành chưa lấy được bánh donut đâu, anh Thành phế lắm. Anh phải vừa đi ăn. Bun nhiệm vụ là bơm ga nha Bun nhá. Ok, rồi. Em sẽ làm nốt thêm một lượt để em đi ăn nhá. Ok. Bình thuốc độc đi, lấy lại bánh donut đi. Đây, em đọc lại này, bánh donut này, bình thuốc độc này, một cái não và một cái flaming fruit. Bình okay, thuốc chưa? Độc là cái bình màu xanh đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi. Một cái não ở dưới. Rồi. Một cái gì? Và cái gì nhỉ? Flaming fruit. Và quả. Đây. Ừ. Rồi. Okay. Đủ chưa? Chưa anh ạ, còn thiếu hai cái nữa hay sao ấy, em xuống anh đọc nốt cả. Ok. Ôi cái ván này sao nó cứ hoàn toàn là vằn ở dưới này ấy nhỉ? Rồi. Sau đó mình cho vào đây. Bố xuống mấy đứa. Em đang định bơm ga thì bố dậy luôn mà. Tôi hiểu rồi. Không sao bạn ơi, cố lên. Còn hai vật liệu nữa thôi, bỏ đúng thứ tự đúng không Huy? Đúng rồi anh ạ. Ok. Hơi đói, phải lên ăn này. Em nấu nhiều thức ăn lắm, anh lên ăn đi. Bùn nấu thức ăn cho anh em. Rồi ok. Trước khi nhậu em đã làm một bàn tiệc rồi. Bàn tiệc à? Flaming fruit này, cái tai mèo, cái cánh thiên thần và một con mực. Ok. Rồi, cái tai mèo, cánh thiên thần và một con mực. Anh ơi, xong đổ ga nhá. Đây. Em lấy hộ anh ơi. Có. Đây, từ, để im anh xem nào. Anh lấy được mấy món rồi đấy. Ok, để em lấy hộ hay là anh lấy đây? Để anh lấy cho. Nào. Để anh lấy đi. Cánh thiên thần. Con mực. Cánh thiên thần này.
anh mực. Lấy cái tay mèo trước này, để tay mèo và cánh chân thần vào con mực, anh thả lần lượt như thế. Tay mèo là cái nào? Tay mèo là ở góc trái này đấy. Ở trên, ở trên, okay. Trên đây. Tầng 3, tầng 4. Con mực. Okay. Đó, ok, đủ rồi anh ạ. Bây giờ anh thả từng cái vào tay mèo, cánh thiên thần và con mực. Là có, chúng ta sẽ có một cái bình thuốc trừ bấm vào thích đúng không? Ờ, anh xong chưa? Thì, rồi. Nếu mà đủ rồi thì bấm vào thích anh ạ, nếu mà đủ 7 cái rồi. Bấm đi. Ok, sợ bố dậy. Không sao đâu anh ơi. Bây giờ là, lấy được bình thuốc là okay bánh donut này. Không, từ từ, cái đầu tiên là cái gì? Anh xuống hay sao ấy? Chưa, bố đang bị mắc kẹt ở trên tầng. Ôi, bố đang lắc cái này. Bố đang đâm đầu vào tường. Okay. Cái đầu tiên là donut, cái thứ hai là gì? Anh tôi cho hổ lốn vào đi thử xem. Ok. Tôi bây giờ mày cho đại đi anh. Cho anh cho cái pin, không có cái pin. Bố xuống, anh Thành ơi, nhanh lên bố xuống. Bố xuống rồi anh Thành ơi. Bố xuống rồi kìa, anh trốn nhanh đi. Anh trốn rồi. Bố xuống anh trốn rồi. Anh bơm thuốc tiếp đi. Đây. Rồi. Bây giờ là em chỉ sợ là không kịp 3 giờ sáng thôi anh ơi, anh lên anh ạ. Được rồi, được, có thuốc rồi, bây giờ lấy thuốc đâu? Cái bình đâu? Anh Thành thả béng cái bình vào trong. Đồ ăn hại. Anh Thành giờ chẳng có bình lấy thuốc ra. Đây. Ê rồi, bố ra con. Anh Thành lấy cả cái bình cho vào rồi. Phải lấy cái bình để lấy ra thuốc chứ, lấy thuốc ra chứ. Tại vì mình chưa đủ anh ạ, phải đủ 7 vật phẩm đó. Thế là mình thiếu vật phẩm mà. Ok, làm lại các mấy đứa ơi. 6 and a half hours later. Và lần này mình chơi không có ốc và có một người quan mới, mình không biết nhặt ở bãi rác ở đâu về nên đi vào đây cùng với mình. Lấy nước trước làm gì làm. Bây giờ lấy nước trước các bạn, hy vọng lần này nó không bị lag, tụi mình pha đúng thuốc rồi. Quả đấy chỉ cần bố đi ngủ là mình ném thuốc là xong, là có cái kết rồi, nhưng bố không thèm đi ngủ. Cái kết lần này hơi ít rồi nha. Ok nha. Không cần, không sao đâu. Tôi sẽ mò được ra. Chúng ta đã có lời thì thầm, chúng ta đã có con mực. Và đã bị mở mắt chưa ta? Hình như là chưa có mở chưa, mắt. Chưa thấy mở mắt gì nha. Mắt tinh lắm. Mắt tinh lắm, làm gì có thấy mờ đâu. Không có bánh donut luôn. Không có bánh donut, không có gì cả. Dữ kiện rất là ít các bạn ạ. Không biết bây giờ tụi mình sẽ phải làm gì đây. Có một cái cửa mở tự động này, có con mực này. Trên bàn không có gì này. Có mấy hai dữ kiện. Cửa mở tự động, có con mực và có lời thì thầm rồi. Lời thầm, bố đến rồi. Có quả trứng này rồi, ok, khá là nhiều. Có cái bánh mì ở dưới này. Ok, thế là đủ rồi đấy. Đủ rồi đấy các bạn ạ, quả này mình pha được thuốc rồi. Đi nẹp thuốc vào bố thôi. À thế à. Bố bị đơ tiếp nha. Bố bị đơ rồi, bố ngáo ngơ rồi. Đây là bố xuống rồi, bố đi rất chậm các em ạ. Bố đi như ngắm cảnh luôn. Anh ơi, như là bố mình bị méo vậy, bố bị gọi là bị sao ta? Bị mộng nhập vậy. Đi rất chậm các bạn này, đi có vẻ điềm tĩnh thế nhỉ. Có tuổi rồi. Nhưng mà trong phần 1 đã chạy như vận động viên điền kinh em ạ. đấy. Ok. Mọi người ơi, đi xuống lấy cái chìa khóa đi để còn đủ ga nào. Let's go. Huy ấy công thức đi để anh bỏ luôn nào. Ok anh ơi. Nhanh. Mà em phải từ từ nhá. Có cái cháy, có cái gì cháy, chúng ta có cháy này. Có cháy này, có lời thì thầm này, có tranh con mực, có quả trứng, có cái gì? Có bánh mì. Có đồ ăn này, có toán học. Có lời thì thầm. Vẫn thiếu. Ta có cửa đúng rồi. Đúng rồi, ra rồi. Nào, công thức là gì? Con mực đầu tiên đúng không? Vâng, con mực quả cầu trắng. Giờ đây, anh cho con mực á. Con mực này, quả cầu trắng. Vâng. Sao này cái gì? Rồi. Trứng lava và mì spaghetti. Trứng lava này. Bố. Ngủ đã. Trứng lava, mì spaghetti à, ok. Tiếp theo là mì spaghetti. Hy vọng bố không bị lag các bạn ạ. Rồi bố lên nào, ok rồi. Em nghĩ mình làm trước 12 giờ mình sẽ không bị lag đâu.
Ờ ok đấy, anh nghĩ thế. Ôi, không khéo mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới tiêu diệt được ông bố nhanh nhất đấy. Bạn nói thật là lực cười. Ảo thật đấy. Cày các bạn. Không, anh đang đói đây, bố vẫn đang tìm nhưng mà bố chạy lên trên rồi, ok. Để em bơm ga. Mì spaghetti. Anh lấy được trứng lava chưa? Anh bỏ rồi, đến lượt mì spaghetti rồi. Rồi, ok. Ok, còn 3 món nữa. Ờ, còn 3 món. Tự nhiên là quên mất cay thật. Ờ, rồi, cứ đi ăn đi, đi ăn uống nước đã. Vội gì? Anh em ơi. Ô thằng ấy nằm vật đây, nó chết rồi, Huy ơi, nhanh lên, đọc công thức. Công thức là spaghetti là cái não với cả là quả hoa quả màu hồng. Ok, cái não này. Có quả màu hồng. Và tai mèo. Cái ok. Tai mèo. Ok, mèo xong rồi. Ê, trên đầu anh ơi. Rồi, lấy luôn thuốc. Let's go. Anh ơi, anh đọc thần chú ấy. Alamalasa. Absalasala. Absa ném thẳng bố luôn đó. Absalasala. Absalasala. Tăng 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 tăng. Ơ, bố mai từ ở đây rồi. Yes. Rồi sao? Rồi. Bố lại bị co giật rồi. Bố co giật dây đình đạch các em ạ. Đưa bố đi cấp cứu đi. Ủa thế đây là công thức đúng hay công thức sai? À công thức đúng. Đúng rồi. Cứu được bố rồi. Bố đã quay trở lại rồi. Ông hơi bị hành chúng tôi lâu rồi nhá. Ờ. Cả đêm không được ngủ rồi. Đúng rồi, lại còn kiểu là bị lag các bạn ạ. Bố hết lag chưa bố? Ờ nhìn mắt này đâu có lag lắm đâu ta. Ờ bây giờ bố nhìn như kiểu mà bọn mình nhỉ, nhìn trông giống mình như bạn bè à? Trông như bạn mình. Oh yeah, bố bảo oh yeah kìa. Bây giờ bố tỉnh rồi. Bố không biết chuyện gì xảy ra các em ạ. Bố có đúng ngáo nghề tỉnh táo rồi. Bố bảo là bố không thể nghe thì thấy các con nói gì ấy. Hả? Bố alo, bố kia đâu? Alo. Dí vào tai nghe không thấy. Bố bảo là đáng lẽ ra là sẽ nên nghe lời chúng mình và không mở cửa ra. Ờ nhưng mà cuối cùng không sao đâu bố. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có những đứa con ở đây không hèn hại mà rất là lợi hại. Chúng ta đi ngủ tiếp thôi và thức dậy vào 6 giờ sáng để ăn sáng. Ôi giời ơi, bây giờ là gần 6 giờ không ạ? Ờ thôi. Đi ngủ đây, lúc 12 giờ đêm thì phải. Ờ, cũng thế là cũng ổn rồi các em ạ. Rồi. Rồi ăn sáng thôi. Ăn sáng rồi. Em ăn hết của mọi người luôn. Ai mở cửa kia? Ai mở đâu đây? Không, cái cánh cửa nó vẫn bị tự mở hay sao mà? Như là đâu? À, mẹ về. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Chơi mấy hôm rồi con, bây giờ con được gặp mẹ. Mẹ bảo là cuối cùng thì mẹ đã về. Ờ. Ông mẹ bảo là chào các con. Mẹ nhớ các con kia. Quá. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà cái cửa lại mở kìa. Sorry, về mẹ đã về muộn. Trời, mẹ về muộn các bạn ạ, không ổn rồi. Không sao đâu mẹ. Đi ăn vào đây ăn với chúng con. Mày, ôi trời, bàn trống trơn rồi, mẹ ăn kiểu gì ta? Ok, nào. Mẹ đấy. Các con định cho mẹ ăn cái gì? Ngoài nhà mình ngoài mì ra thì không có món gì đâu mẹ ạ. Mẹ bị vặt, mẹ chạy đâu á? Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Các con cảm thấy thế nào? Ờ, cảm thấy mệt vãi chưởng rồi bố. Ờ. Happy đấy, vừa mệt xong về lại happy à? Có mỗi Huy happy thôi, mình mệt lắm. Bút nhẹ. Đúng vậy anh ơi, anh Thành nhớ mẹ rồi. À, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ chạy đâu rồi? Ấy, anh bảo là cái cửa vẫn đóng ra, mà có một đứa ở đấy đang phá mình. Oh no, lại lần nữa hả? Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra với cái cửa nhà mình kia? Thằng trộm nào? Ai mở cửa? Đừng. Mẹ đừng ra, ơi. Thằng mặt đen đấy mẹ ơi, thằng mặt đen nó ám đấy. Mẹ ơi đừng ra. Mình không dậy, mình cản bước mẹ được nhỉ? Ôi rồi, không ai cản bước được mẹ gaming đâu. Mẹ chạy ra với thằng mặt đen rồi. Cảnh báo thế mà không nghe. Trời. Mình tổng mẹ đi gặp bố với thằng mặt đen này. Ờ, điếc không sợ súng rồi các bạn ạ. Rồi xong. Rồi sao? Còn mỗi chiếc lưỡi hái ở trên nền nhà. Bố nghĩ là điều này không ổn, nó có một chuyện gì xảy ra rồi. Rồi, và câu chuyện kết thúc mình nghĩ là sẽ có phần 4. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình cùng Wheeler và Boon đã phá đảo được cái trò chơi này. Mặc dù là cái trò chơi này rất ảo, rất nhiều cái chỗ lag cũng như là bị lỗi, làm tụi mình phải chơi mất mấy tiếng mới xong cái game này. Mặc dù đúng ra chơi 15-20 phút là xong rồi các bạn ạ.
Nhưng mà có điều quan trọng bây giờ là con gái rượu ốc đâu rồi? Con gái rượu ốc dỗi bỏ nhà đi rồi. Thế là mẹ về không kịp gặp mẹ các bạn ạ. Rồi và bây giờ nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là xem quảng cáo. Ok, cảm ơn, bye bye. Gặp lại bạn video sau. Nhớ qua đăng ký kênh cho Bun và Huy nha. Mình sẽ để link kênh ở trên màn hình cũng như ở dưới phần mô tả và bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye.